nuôi gà với mật độ cao, chuồng trại bị hạn chế về diện tích, ẩm thấp. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus có nguy cơ phát sinh phát triển, gây bệnh cho đàn gà đẻ trứng. Với cách bố trí chuồng nuôi như thế này, sẽ mất rất nhiều thời gian để phòng bệnh cho gà. Trong đó, nguy cơ nhất là bệnh thương hàn. Gà của người ta là lông vào nó trắng phau như là con cò ấy. Đây của nhà cháu là lông rất bẩn. Đấy. Lông nó bẩn, trông nó xỉn. Chẳng qua là cái môi trường này nó bẩn lên. Chứ còn nuôi gà đẻ ấy, mà gà trắng này là lông trắng phau luôn, sạch luôn, trông vui mắt lắm. Hoàn thiện, không cần phải xào đậu nữa, bỏ ra. Bọn này nó không cần phải đậu, bọn này nó ở dưới đất cũng được. Cháu cho vào cái này tự nhiên nó chật. Giảm mật độ cho thay sang bên đây. Quan trọng gì? Chăm sóc cho nó dễ. Tối nó đậu hết. Không, nó phải rộng cơ. Chứ nếu mà nó bé này là mình đưa vào đây thì tự nhiên nó khó cho mình luôn. Còn chuồng người ta rộng, người ta làm cái xào đậu là mục đích là để buổi tối là nó dán ra những chuồng của mình bé bằng tí thế này là mình đặt vào đây là nó khó cho mình. Trong cái lúc mà mình đi cho ăn, mình đi mình nhặt trứng, đấy, chú thấy là bỏ hết cái sàn này ra. Việc làm xào đậu cho gà giúp thỏa mãn tập tính thích đậu nơi cao ráo. Tuy nhiên, với diện tích chăn nuôi hạn chế thì việc làm xào đậu lại không mang lại lợi ích. Ngược lại, gà đậu ở trên sẽ thải phân vào gà ở dưới, làm mất vệ sinh và rất khó cho khâu chăm sóc, nhặt trứng. Bệnh Salmonella nếu mà đàn gà này mà bị là sẽ giảm đẻ ngay, trứng méo mó luôn, chết gà luôn. Đấy, trên cái bệnh Salmonella là cái bệnh rất hay gặp ở trong môi trường chăn nuôi của nhà Thắng. Vì chú thấy nhá, chim này, ngan này, đấy, thế rồi là xung quanh hàng xóm mình đi ngoài kia, mầm bệnh vào đây dễ như chơi luôn. Cho nên nếu mà mình làm không cẩn thận, là mầm bệnh nó sẽ vào nhà mình rất là nhanh, rất là dễ. Và khi vào nhanh vào dễ mà mình lại nuôi con gà theo cái quy mô tập trung thâm canh như thế này là con gà dễ bị nhiễm bệnh ngay. Cho nên muốn làm cho nó không bị bệnh hoặc là muốn hạn chế cái bệnh nó vào đây mà nó không gây bệnh nhanh cho con gà. Trước hết là mình phải làm cho nó cái môi trường sạch sẽ, cao ráo, thoáng mát. Thứ hai là mình phải kiểm soát con gà chặt chẽ là mình đưa thuốc vào thường xuyên. Thứ ba nữa là nếu mà mình nuôi những cái con mà nó liền kề đây là bản thân những cái con kia nó cũng phải sạch, thế nó sẽ không lây bệnh sang đây. Đấy, bởi vì của cháu nhá, hiện nay chú xem là có 5 đối tượng. Thì 5 đối tượng ấy thì có 4 đối tượng là gia cầm rồi, đều chung bệnh nhau. Ngan, ngỗng, gà thịt, chim bồ câu là cùng một bệnh như nhau. Riêng con nhím của cháu là không khác bệnh nhau đâu. Cho nên nếu con chim bồ câu kia bị là bọn này bị, mà bọn này bị thì chim bồ câu cũng bị. Đấy, mà ngan cũng bị, ngỗng cũng bị. Đấy, cho nên nguy hiểm lắm. Bệnh Salmonella hay còn gọi là thương hàn ở gà trưởng thành. Do vi khuẩn Salmonella tồn tại trong môi trường chăn nuôi và có sẵn trong một số cá thể gà mang bệnh từ trước lây lan gây ra. Khi gà đẻ trứng bị Salmonella thì đẻ trứng mang dị dạng như trứng quá dài, đầu nhọn, gân co thắt ở giữa hoặc trứng nổi nhiều gân dọc, sân sùi, màu sẫm, có thể kèm theo máu. Nhiều trứng non, méo mó, dễ vỡ, chất lượng trứng kém. Gà bắt đầu có biểu hiện giảm đẻ, do vậy công tác phòng bệnh cho gà đẻ được đặt lên hàng đầu. Khi chúng ta xử lý tốt cái nguồn nước uống của mình là tốt, thứ hai là thức ăn của mình kiểm soát, nhưng đặc biệt là cái độ lót chuồng. Nếu độ lót chuồng của mình mà vi phạm, ví dụ như là ẩm, ví dụ như là bẩn, thì đấy chính là cái môi trường dung dưỡng để cho cái vi khuẩn Salmonella nó phát triển và con vật nó sống chung với môi trường ấy, nó rất dễ nhiễm bệnh. Còn nếu mà mình muốn cho cái môi trường này nó không nhiễm bệnh thì thứ nhất là anh phải làm chuồng nó nền nó cao lên, rồi là độn lót của anh phải đưa các cái chế phẩm sinh học vào, và thứ ba nữa tức là anh phải kiểm soát hàng ngày anh cho uống các loại thuốc phòng, ví dụ như là Enro, ví dụ như là Sanmo, hoặc ví dụ như là Anti Diaho, đây dòng các cái dòng thuốc mà thuộc về Norfloxacin. Thế và kiểm soát tốt cái thức ăn nước uống thì tôi nghĩ là cái bệnh Salmonella nó sẽ ít xảy ra, hoặc là có xảy ra chỉ ở cái mức độ nhẹ thì mình điều trị được. Theo chuyên gia Sơn, bà con cần nhanh chóng bổ sung thay chất độn chuồng, bổ sung thêm men vi sinh để khắc phục tình trạng nền chuồng bị ẩm ướt, có mùi hôi. Có như vậy, đàn gà đẻ trứng cũng sẽ hạn chế được bệnh Salmonella.